Thanh Trang kính chào quý vị đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 5 năm 2019 gồm có hai phần. Phần đầu là tin tài liệu, trong phần hai là chào Washington với Thanh Trúc. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu đặc biệt với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Không có gì ngạc nhiên khi với ngân sách quân sự hàng năm lên tới 610 tỷ Mỹ Kim, đầu tư vào một số hoạt động bí mật khổng lồ và các cơ sở tuyệt mật, bao gồm thử nghiệm chiến tranh, hầm ngầm hạt nhân, thử nghiệm hóa học, trung tâm chỉ huy liên tục của chính phủ tức là COG và một loạt các hoạt động chuẩn bị dự phòng đã biết và chưa biết đến. Một số cơ sở như khu vực 51 khét tiếng được nhiều người biết đến, nhưng có những khu vực cấm địa khác ít được người biết đến. Những nơi này đã khuấy động tâm trí và sự sợ hãi khi nghĩ đến toàn bộ mạng lưới đường hầm ngầm khổng lồ kết nối các cơ sở của chính phủ. Những vùng cấm địa đó là những khu vực hầu như đang kiểm soát toàn bộ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Các phản ứng quân sự trong tương lai và đang tham gia thử nghiệm kỹ nghệ và vũ khí mà hầu hết chúng ta thậm chí không thể hiểu được. Hôm nay thì Minh Thúy xin nói đến khu vực căn cứ quân sự núi Cheyenne. Căn cứ quân sự Cheyenne được mệnh danh là một thị trấn tự tồn tại, được ví dụ như là một pháo đài của nước Mỹ, được xây cất ngầm trong lòng dãy núi với những hang sâu gần 2 km liên kết với nhau trong lòng núi rỗng ở Colorado Spring. Là một hầm ngầm rộng khoảng nửa hecta, được khoét sâu vào trong lòng núi từ những năm 1960, là nơi chứa đựng hàng loạt hệ thống vệ tinh và dọ thám tinh xảo bậc nhất trên thế giới, duy trì sức mạnh không gian theo dõi mọi thứ ngoài vũ trụ và tất cả các máy bay trong không phận Bắc Mỹ. Căn cứ ngầm này nằm sâu hơn 700 mét bên dưới lớp đá hoa cương, được thiết kế để có thể chịu đựng được một cuộc tấn công hạt nhân từ phía Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh, và là căn cứ của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, được gọi tắt là NORAD. Từ trong căn cứ này, các nhân viên của NORAD có thể phát đi lệnh báo động và khởi đầu cho quá trình phóng hỏa tiễn hạt nhân để tấn công trả đũa. Trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra thì có khoảng 800 nhân viên có thể sống sót trong khu liên hợp núi Sayan trong vòng 30 ngày. Hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. 15 tòa nhà trong lòng căn cứ quân sự Sayan được xây cất trên 1.300 lò xo khổng lồ, giúp sự đàn hồi đề phòng những vụ tấn công hạt nhân hoặc là động đất. Trong trung tâm chỉ huy hệ thống kỹ nghệ của NORAD cao cấp, đến mức có thể phát hiện bất kỳ một vụ phóng hỏa tiễn nào trên trái đất chỉ trong vòng vài giây. Trụ sở chính của NORAD nằm gần căn cứ không quân Peterson thuộc tiểu bang Colorado. Tuy nhiên, trong trường hợp đối mặt với một mối đe dọa thực sự xảy ra, hoạt động của NORAD sẽ được chuyển tới trụ sở ở bên trong núi Cyan. Căn cứ này được bảo vệ bởi hai cánh cửa chống mình nặng 23 tấn, giúp cho nơi đây hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công hạt nhân hoặc là tấn công bằng bức xạ điện từ. Một hệ thống các van nổ với các bộ lọc độc đáo để có thể lọc giữ được các chất ô nhiễm hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân trong không khí. Núi Sien cao khoảng 2.895 m và lối vào đường hầm cách đỉnh núi khoảng 6.000 m Những bể chứa ngầm 1.5 triệu gallon được khoét sâu trong lòng lớp đá rắn, cung cấp nước uống bảo đảm ngay cả trường hợp hỏa hoạn xảy ra và các sinh hoạt cho nhân viên có từ nguồn nước suối ở bên trên núi. Một bể chứa khổng lồ cho nhiên liệu diesel phục vụ cho 6 cổ máy phát điện lớn cung cấp điện cho cả căn cứ và một khu dự trữ pin khổng lồ cho các máy phát điện dự phòng. Cùng với các tiện nghi khác bao gồm một sở y tế, kho chứa hàng, nhà ăn và trung tâm thể dục trong và ngoài núi để có thể giúp những người ở bên trong có thể sống sót được một thời gian dài, nếu chiến tranh hạt nhân bùng nổ, NORAD bị đóng cửa ngừng theo dõi các mối đe dọa hạt nhân kể từ năm 1992 sau khi Liên Xô cũ bị tan rã. Mỹ cảm thấy không còn bị đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Nga và trụ sở NORAD cùng Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ được chuyển tới căn cứ không quân Peterson ở Colorado Springs. Tuy nhiên, vẫn còn có khoảng 300 nhân viên làm việc tại căn cứ của NORAD ẩn trong núi Sayan của tiểu bang Colorado để thường xuyên giám sát những mối đe dọa đối với Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 1915 thì ngũ giác đài tuyên bố là sẽ bố trí những thiết bị theo dõi và liên lạc hiện đại nhất của Mỹ vào căn cứ này. Theo ngũ giác đài thì việc mở cửa trở lại căn cứ này để bảo đảm an toàn cho các thiết bị phát hiện và máy chủ rất nhạy bén của NORAD trước nguy cơ bị tấn công bằng bom xung điện từ. Tờ Daily Mail của Anh Quốc cho biết là Mỹ và Canada đã cùng phối hợp thành lập NORAD để bảo vệ bầu trời hai quốc gia Bắc Mỹ này. Theo nguồn tin của CNN, từ khi được thành lập cho đến nay, ngoài trường hợp tập luyện, những cánh cửa của căn cứ núi Cyan chỉ bị niêm phong một lần vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trước sự kiện 11 tháng 9, NORAD chỉ tập trung vào các mối đe dọa từ ở bên ngoài. Tuy nhiên, với bài học từ vụ 11 tháng 9, khi máy bay dân sự bị những tin khủng bố khống chế. NORAD bắt đầu quan tâm giám sát không lưu dân sự, đề phòng những mối đe dọa tiềm tàng. Trong 50 năm tới, căn cứ quân sự Cheyenne vẫn luôn là một con rồng canh gác nước Mỹ khỏi mọi mối đe dọa. Theo truyền thuyết ngọn núi Cheyenne ở Colorado, vốn là một con rồng đang ngủ, linh vật bảo vệ của bộ tộc thổ dân Bắc Mỹ trong quá khứ. Truyện kể rằng, thần linh đã trừng phạt những tội lỗi của con người, bằng việc tạo ra những cơn lũ dữ. Nhưng sau đó lại sai một con rồng uống cạn nước lũ khi những người này ăn năn hối cải. Con rồng sau khi uống cạn lượng nước khổng lồ này đã chìm vào giấc ngủ rồi hóa thành đá và biến thành ngọn núi Sien. Trái với truyền thuyết, căn cứ phức tạp Sien đã không ngủ trong suốt hơn 50 năm qua. Từ khi được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 1966, căn cứ này luôn đóng một vai trò quan trọng cả trong thời chiến lẫn thời bình. Mặc dù đã đổi tên nhiều lần, nhưng nhiệm vụ của nó vẫn luôn là bảo vệ Hoa Kỳ cùng với các đồng minh. Ngày nay, nó được biết đến với cái tên gọi là căn cứ không quân Cyan, nơi thu thập thông tin từ vệ tinh cùng với các thiết bị phát hiện trên mặt đất và truyền dữ liệu về Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Cộng đồng Phật giáo tiểu bang North Carolina, môn đồ pháp quyến tĩnh tâm thiền tự, cáo bạch tang lễ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, chư đại đức tăng ni, cùng quý đồng hương và chư thiện nam tính nữ Phật tử ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến, chúng tôi trân trọng kính báo tin. Thượng tọa Thích Tâm Khanh, Thế danh Nguyễn Bá Tuấn, Pháp danh Tâm Khanh, Pháp tự hạnh nguyện, Pháp hiệu giác Pháp, thuộc dòng lâm thế chúc Thánh đời thứ 42, khai sơn trú trì Chùa Tỉnh Tâm, North Carolina, Hoa Kỳ. Ngài sinh năm 1966 Bính Ngọ, viên tịch vào lúc 12 giờ 53 sáng ngày 23 tháng 5 2019 nhằm ngày 19 tháng 4 năm kỷ hợi tại Carolina Medical Center Charlotte, North Carolina. Thọ thế 54 tuổi, 28 hạ lạp. Lễ nhập kim quang lúc 12 giờ 30 trưa ngày thứ Năm, 30 tháng 5 2019 tại nhà quang Lady Funeral Home, 268 North Cannon Boulevard, Cannapolis, North Carolina 28083. Sau đó cung thỉnh kim quang về chùa. Kim quang của thượng tọa được tôn trí tại chùa Tĩnh Tâm, 1602 Land Street, Cannapolis, North Carolina. Lễ cung tấm kim quang trà tỳ lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy 1 tháng 6 2019. Thay mặt ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến, chúng tôi thành tâm bái thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, cùng quý đồng hương Phật tử, vì tình linh sơn pháp lữ, hoan hỷ quan lâm chùa tỉnh tâm để trợ tiếng giác linh thượng tọa được cao đăng Phật quốc. Nam Mô Hỷ Quang Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thay mặt ban tang lễ trưởng ban hòa thượng thích thiện tâm. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.